Rồi chào các bạn nha, hôm nay định sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật Tremolo nha. Các bạn thông cảm mấy tuần qua mình bận đi phát rau quá nên không có thời gian. Rồi đầu tiên để nói về kỹ thuật Tremolo, định sẽ đánh mẫu một vài cái cho mấy bạn coi nha. Một kiểu nha, còn một cái kiểu mà chẳng hạn như mình kẹp lại. Kiểu này thì dễ điều hơn. Một số bạn thì mình dùng cái chẳng hạn như là tremolo, đó là mình đang dùng là liên 5 nha. Còn ví dụ mình dùng liên 4. Một, có thể dùng hai ngón được nè. 1 2 3 4 1 2 3 4. Còn một số chẳng hạn như mình dùng 4 kiểu khác. 1 2 3 4 1 2 3 4. Đó, thì bây giờ là tại vì cũng lâu mình không có rèn cái kỹ thuật này nên nhiều khi nó cũng không đều nha, nhưng mà cho hướng dẫn mấy bạn thì ok. Rồi bây giờ nè, cách nào là để mình tạo lên cái tiếng tremolo như vậy? Đầu tiên các bạn phải nhớ làm hai mảng, một là luyện lực và hai mới là luyện vô kỹ thuật tremolo. Luyện lực là chúng ta bên những cái bài mà cổ điển bài đầu á, thì nó có một cái bài gọi là bài arpe. Arpe 1 á, thì định sẽ hướng dẫn các bạn tập. Mình xin phép là không dùng thuật ngữ PI, AMA gì để mất công mấy bạn mới không biết nha. Đầu tiên các bạn sẽ luyện đồ, các bạn ở hợp âm đô trưởng và hợp âm son 7 thôi nha. Hai hợp âm này được rồi, là vừa đủ để đổi bass rồi. Mình đánh đồ, đô, mi, son, đô, mi, đồ. Chúng ta chậm chậm nha. Hai, ba ngón này là cái, trỏ và giữa. Đồ, đô, mi, son, đô, mi, đồ, đô, mi, son, đô, mi, đồ, đô, mi. Son do mi, son si fa, son si fa. Chúng ta tập cái ba câu này là một một bộ. 1 2 3 1 2 3. Cái bass thay đổi nè. Do do mi, son do mi. Đó, các bạn có thể tập nhanh như vậy. Khi mình tập nhiều nó sẽ nhanh. Luyện này nó cũng lợi lắm. Sau này đánh hotel cái khúc mà ta có thể dùng cho những khúc đó. Rồi, đó là một ba ngón này. Rồi, tức là cái cặp trong đây nè, nó bao gồm nè, ba ngón này là cặp, cặp này là một cặp. Thì tiếp theo là sẽ là cặp này. Hai cặp cặp yếu của mình nè, thì cũng liền y vậy. Đồ đồ. Cặp này, cặp này bị yếu nè, lâu ngày định nguyện nó cũng bị yếu. Các bạn phải hiểu nè, mình đang hướng dẫn các bạn những cái điều mà mình đã được học, chứ không phải là mình giới thiệu sơ kỹ thuật cho các bạn biết rồi thả đó. Nên là thành ra mình, các bạn cứ lưu ý là cái này con đường mình trải qua rồi, mình chia sẻ lại cho các bạn thôi, chứ không phải mì ăn liền đâu nha. Nó không khó nhưng yêu cầu phải tập đúng nha. Rồi xong cặp này, là còn cặp nào nữa? Đây còn hai ngón này nè, là ngón áp út với ngón trỏ. 1 2 3 nè, bây giờ ngón áp út cho vô cái nút đô luôn. Ngón trỏ cho vô nút đô luôn. Ngón áp út cho vô dây này luôn, bỏ này ta để mình luyện đúng ba ngón này thôi. Đúng ba ngón này thôi nè. Đó, mình luyện đúng ba ngón này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh như thế nào? Bỏ ngón hai ra đâu xài, mấy bạn thấy ngón hai đâu xài nè. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đó, tốc độ nhanh nhưng mà không được giảm lực nha, và phải đều. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
là những bài tập như vậy là định giới thiệu là về cái chương AP, tức là tập lực. Các bạn có thể luyện như vậy để luyện được lực của nó. Rồi bây giờ cái bước thứ hai là luyện để tremolo được. Chúng ta sẽ đầu tiên định giới thiệu về cái liên năm đi nha. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 thì chúng ta sẽ để hợp âm đô trưởng. Đây. Đô rõ nè, son mi áp út giữa đô son, đô son mi đô son. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bát 2 3 4 5 dặm 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Đây là cái bước các bạn chuẩn bị cái nền. Sau khi mình tập được như vậy rồi thì mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Nối nó lại. Ví dụ này, đô son mi đô son đô. Các bạn đánh ta sao thì các bạn đánh cùng một dây như vậy. Mi 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 mi. Nè, đô trỏ áp út giữa trỏ. Cái trỏ lặp hai lần nha. Trỏ áp út giữa trỏ đô mi. Đó là khi các bạn làm được vậy rồi, bây giờ mình mới tiếp sang bước 3 là mình sẽ làm thành một cái bộ. Nếu mà khi các bạn tập được lực như vậy rồi nha, khi các bạn sang bước 3 thì các bạn lưu ý là mình cố gắng mình tập các hợp âm chặn luôn đi. Ví dụ la thứ nè, son trưởng nè, pha trưởng nè, rồi tiện tay mình kéo nó xuống mi trưởng luôn. Rồi mình đừng đổi thế mất công, mình để cái này cái pha trưởng này mình kéo thẳng về phát là mi trưởng luôn, để mình kéo lên lại la lại thì mình sẽ đánh 1 2 3 4 5 la 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 la, 1 2 3 4 5 1 đổi bát, bát cứ xuống 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 xuống. Một lưu ý nữa là ngón tay cái này các bạn đánh đừng có đưa nó vô sát trong thùng đàn này, cái tay như vấp như vậy nè thì làm sao mà mình reo được, nó ngắn quá, để ra dài ra nó thoải mái. Rồi bây giờ vô nè, la 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 la, 1 2 3 4 5 bát 2 3 4 5 đổi bát 2 3 4 5. Rồi lần làm lại nha, 6 3 4 5 5 2 3 4 5 4 2 3 4 5 3 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 4 5 5 2 3 4 5 là đó, cứ xuống 1 2 3 4 5 4 3 2 rồi bắt đầu chuyển bát. Lại. Rồi mình làm. Là đủ một vòng của bạn luyện tập nha. Thì mình cố gắng mình đánh nhiều vòng lên để cho nó cái lực tay nó mạnh hơn. Thì sau khi các bạn đánh như vậy mà đều đặn á, mình làm liên tục á, thì khoảng tầm một tháng hai tháng thì các bạn sẽ có thể nâng tốc độ lên. Mà nếu khi mình tập kỹ hơn là mình sẽ cố gắng mình tập trong cộng dây 2 này nha. Đừng tập dây 1 nhiều khi ngón tay mình nó bị vung, mình tập cộng dây 2 vung nó đụng dây khác. Nên khi tập cộng dây 2 các bạn thấy này nè. 1 2 3 4 5 1 2 3 4.
tay lúc này mình sẽ cụm lại. Thì các bạn khi tập cố gắng là tập trên cộng dây 2 nha. Chậm chậm thôi, không cần phải nhanh đâu. Đó là về bài tập về tremolo liên năm, giới thiệu các bạn như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo là mình chỉ các bạn luôn một cái tremolo liên năm cũng năm luôn, nhưng mà bây giờ mình muốn điều hơn thì mình kẹp hai này lại. Khi đánh cái bass là nó sẽ cùng với cái này luôn. Cái này nó hơi khó sử dụng nha, ví dụ nha. Nhưng mà để hướng dẫn các bạn luôn, để có gì mấy bạn thích mẫu nào thì tập mẫu đó. Nè. Bass là sẽ kẹp cùng với ngón áp út. Bass là kẹp cùng ngón út. Mình bỏ la đồ trưởng đây cho mấy bạn nghe dùng nha. Bass kẹp cùng ngón út. 1 nha, 1, 2, 2 là ngón giữa nè, 3, 4, 5, 1 là kẹp nè, 1, 2, 3, 4, 5 cũng nó luôn nha. Ở giữa là ngón này sẽ đắp 2 lần, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, các bạn thấy không? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ngón này đắp 2 lần nha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cái này thì hơi chua để khi tập nha, tại vì hai ngón này phải nhảy lắm, bạn luyện lực nhiều nha. Một nè, kẹp nè, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Rồi ok, cái đó là về cái liên năm nha, cũng liên năm nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về liên bốn. 4 là sao? Nó có 4 nốt mà. Bass 2 3 1 bass 2 3 4 bass 2 3 4 bass. Đây là tremolo thường thấy cổ điển. Bass 2 3 4 bass 2 3 4 bass 2 3 4 thì các bạn tập cũng y như vậy. Bass 2 3 4 bass 2 3 4 bass 2 3 4 bass 2 3 4 bass 2 3 4. Như vậy. Nếu mà các bạn không thuận ngón này lắm, các bạn có thể dùng kỹ thuật đó cho hai ngón này thôi. Nếu mà hai ngón này mạnh thì mình bát. Ví dụ bát 2 3 4. Ngón này trước đi ha. 2 3 4 bát 2 hoặc là tùy nha. Ngón nào trước được, ngón này trước cũng được à. Bát 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 2 3 4 bát 2 3 4 bát 2 3 4. Đó thì các bạn có thể sử dụng hai ngón này để tremolo. Nếu các bạn đánh nhanh lên thì thành giống như này, định mới giới thiệu nè, 2 3. Đó, hai ngón được rồi. Đó, nó hai ngón tính nó cũng nhảy. Các bạn tập hoài nó nhảy cũng xài được luôn nha, không cần phải xài tới 5 ngón được. Này có vẻ dễ hơn. Các bạn lưu ý nha, tremolo nó quan trọng nhất là nó phải đều. Nếu mình tập mà nó không đều, mình nghe cái tiếng nó giật là cũng như không à. Nó đều thả quan trọng cũng được. Còn luyện nhiều thì tất nhiên nó sẽ nhanh hơn thôi. Mình cứ chậm cho nó đều rồi luyện nhiều tự nhanh đi. Còn có những cái khâu mà đánh mạnh đánh nhẹ nữa nha. Có ví dụ như mình mạnh lên, đó thì cái này thì mình để mình rèn luyện, rồi các bạn có thể thắc mắc có thể inbox hỏi mình định thêm sau khi tập được nha. Đó là chia sẻ cho các bạn những cái bước đường mà mình tập tremolo.
từ ngay cái đầu luôn, từ tập lực cho tới khi tập vô tập kỹ thuật luôn. Thì cái này là không có giới thiệu cho vui, nên là thành ra cái bài nó hơi dài thôi. Các bạn nghe tới đây rồi thì cũng chúc các bạn luôn thành công nha, cố gắng lên, thắc mắc gì inbox hỏi định nha. Bye bye, cảm ơn mọi người đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.